Thầy chào các em. Trong buổi học hôm nay, thầy hướng dẫn các em giải đề số 4, đề thi giữa kỳ 2 môn toán lớp 6. Phần thứ nhất là phần trắc nghiệm. Câu 1, kết quả của 5 nhân trừ 14 bằng bao nhiêu? Thì đây là một số nguyên dương nhân cho một số nguyên âm, thì kết quả nó bằng dấu trừ. Vậy thì cái này là đáp án C là sai, D là sai, kết quả là không dấu trừ là sai rồi, đúng không? 14 nhân 5 là bằng bao nhiêu? Là bằng 5 nhân 4 20, viết 0 nhớ 2. 5 nhân 1 là 5, với 2 là 7, 70. Thì dấu trừ là kết quả là trừ 70. 5 nhân trừ 4 là bằng trừ 70. Vậy thì câu 1 chọn B. Câu 2, tập hợp các ước dương, nhớ là ước mà dương nha, của 3. Ước dương của 3 là 1 3, còn ước của 3 là bao nhiêu? Chú ý cho không sai này, ước của 3 là bạn cộng trừ 1 và cộng trừ 3. Còn ước dương sẽ là 1 và 3 thôi. Vậy câu 2 chọn A. Câu 3, số nhỏ nhất trong các số trừ 7 phần 13, trừ 8 phần 13, trừ 10 phần 13, trừ 11 phần 13, thì các phân số này đều có cùng mẫu là 13. Các phân số mà cùng mẫu, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn. Ở đây thì nó là số nhỏ nhất, thì chúng ta thấy là trừ 7 nè lớn hơn trừ 8, trừ 8 lớn hơn trừ 9, trừ 9 lớn hơn trừ 8 lớn hơn trừ 10, đúng không? Trừ 10 cái này trừ 10, trừ 10 thì lớn hơn trừ 11. Vậy thì nhỏ nhất chính là trừ 1. Vậy sân phân số mà nhỏ nhất trong các số chính là trừ 11 phần 13. Vậy câu 13, câu 3 chọn gì? Chọn D. Câu 3 chọn D. Câu 4, cho hai tia OA và OB đấu nhau thì điểm nằm giữa là, hai tia OA và OB đấu nhau này, điểm O nằm giữa, thấy chưa? Đây, đây là tia OA này, đây là tia OB, thấy chưa? OA OB là hai tia đấu nhau. Vậy thì điểm O sẽ nằm giữa A và B. Nó hỏi là điểm nằm giữa thì chứng tỏ là điểm gì? Điểm O thôi. Vậy câu 4 chọn A. Câu 5, cho AB bằng 10 cm và điểm M là trung điểm của đoạn AB, thì AM bằng bao nhiêu? AB để cho bạn 10 cm, nếu mà trung điểm, đúng chưa? Mà trung điểm thì sao đây? Thì AM sao vậy? AM sao bạn MB và bạn AB chia đôi. AB chia đôi là bao nhiêu đây? AB chia cho 2 là còn 5 cm. Câu 6, cho AB bằng 8 cm và điểm C nằm giữa hai điểm A và B, khi đó B C bằng 5 cm, thì AC bằng bao nhiêu? Người ta cho mình là AB này là bằng 8 cm, đúng không? Điểm C nằm giữa A và B, BC bằng 5 cm, BC bằng 5, AB bằng 8 này, đầu 8 cm, BC bằng 5, thì 1 2 3 4 5, chỗ này điểm C này, BC bằng 5 thì sao đây? Cái này bằng 5 này, tổng cái này là 8 đúng không? Tổng cái này là 8. Vậy thì cái AC cho bạn mấy? Bằng 3. Vậy là AC bằng 3 cm. Câu 6 chọn C này. Câu 7, trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số? Thì chúng ta nhớ định nghĩa phân số A phần B, thì phân số có dạng là A phần B, phân số có dạng là A phần B này. Trong đó thì AB thuộc số nguyên và nhớ là B với các không, mẫu các không. Vậy thì trong bốn cái đáp án này thì đáp án D là sai, đúng không? Đáp án B là 1,7 là không thuộc số nguyên rồi. Vậy này sai rồi. Cái này không phải là phân số. Vậy câu câu 7 chọn đi. Câu 8, 3 phần 5 của 60. Thì chúng ta có là A phần B của C. Thì sao? Thì chúng ta lấy A phần B nhân cho C. Vậy là 3 phần 5 của 60 thì chúng ta lấy 3 phần 5 điểm nhân 60. 60 chia 5 bằng 12, 12 nhân 3 là bằng 36. Vậy 3 phần 5 của 60 chính là 36. Câu 8 chọn A.
Câu 9. Nếu góc A có số đo bằng 60 độ, nếu góc A có số đo bằng 60 độ, ta nói góc A là góc có số đo bằng 60 độ, 60 độ thì là góc nhọn. Đúng không? Góc có số đo mà bé hơn 90 độ là góc nhọn. Và góc A chính là góc nhọn. Vậy câu 9 chọn đáp án gì? B. Chúng ta nhớ này, góc nhọn thì có số đo là lớn hơn 0 độ, bé hơn 90 độ. Đây thì ghi cho xem luôn nè. Góc nhọn nha, góc nhọn thì số đo của nó là lớn hơn 0 độ này, bé hơn 90 độ. Góc góc vuông thì bạn 90 độ. Góc tù là lớn hơn 90 độ, bé hơn 180 độ. Còn góc bạc thì nó bằng 180 độ. Cái này chú ý nghe nha. Đó. Câu trắc nghiệm cuối cùng, câu số 10. Nếu x chia cho trừ 3 bằng trừ 3 chia x thì giá trị của x là bao nhiêu? Thì chúng ta có công thức là A phần B bằng C phần D. Thì nhân chéo lên được là A nhân D sẽ bằng B nhân C. Vậy là x chia cho trừ 3 bằng trừ 3 chia x. Thì nhân chéo lên được là x nhân x sẽ bằng là trừ 3 nhân cho trừ 3. Mà trừ 3 nhân trừ 3 là bằng 9 và x bình phương bằng 9. Thì chúng ta có công thức là A bình phương bằng B bình phương. Thì A bằng cộng trừ B. Vậy là x bình phương bằng 9, 9 là bằng 3 bình phương và x bình bằng 3 bình phương. Vậy là A chính là x cộng B là 3. Thì x sẽ bằng cộng trừ 3. Vậy thì câu số 10 chọn đáp án đúng là đáp án C. Phần số 2 là phần tự luận. Công 1 thực hiện phép tính, tính nhanh nếu có. Câu A, 42 trừ 98 trừ cho hiệu của 42 trừ 12 đem trừ cho 12 thì bằng gì đây? 42 trừ 98 này. Chúng ta bỏ ngoặc thì trước ngoặc cái dấu âm đổi dấu toàn bộ bên trong. Bằng trừ 42, cái này là đổi dấu thành cộng gì? Cộng 12 nha. Cộng 12 trừ cho 12. 42 trừ 42 là bằng 0 nha. 12 trừ cho 12 là bằng 0. Vậy kết quả là bạn trừ 98. Câu B, trừ 5 nhân 4 nhân trừ 2 nhân 3 nhân trừ 25. Chúng ta kết hợp trừ 5 với trừ 2 này, 4 với trừ 25. Trừ 5 kết hợp với trừ 2 trong mặt vuông nha. Rồi 4 kết hợp với trừ 25 và tất cả đem nhân cho 3, tất cả nhân 3. Trừ 5 nhân trừ 2 là bằng 10 này. 4 nhân 25 100, vậy 4 nhân trừ 25 sẽ là trừ 100. Đem nhân cho 3 nữa bằng như thế này. 10 nhân 100 là bằng 1000, 1000 nhân 3 là 3000, thêm dấu trừ là kết quả là bằng trừ 3000. Câu 12. Tìm x. Câu A là 5x cộng 17 bằng 2 thì 5x chính là 5x với 17 chính là số hạn, còn 2 là tổng. Muốn tìm số hạn chưa biết, chúng ta lấy tổng trừ cho số hạn đã biết. Và chúng ta lấy là 5x nè, bằng gì đây? Bằng tổng nè, trừ số hạn đã biết là trừ cho mấy? Trừ cho 17. 2 trừ 17 là bằng trừ 15. Vậy 5x bằng trừ 15. X cho bạn, trừ 15 chia 5 là còn trừ 3. X bằng trừ 3. Câu B là x trừ 1 phần 4 bằng 2 phần 3, là x chính là số bị trừ, còn 1 phần 4 chính là số trừ, 2 phần 3 là hiệu. Muốn tìm số bị trừ là x á, thì chúng ta lấy gì? Lấy hiệu trừ cho số trừ, có nghĩa là x sẽ bằng 2 phần 3 này đem cộng cho 1 phần 4. Hai phân số này chưa cộng mẫu, vậy chúng ta quy đồng mẫu, mẫu chung là 12, này 12, cộng cho 12. Và lấy 12 chia 3 được 4, vậy là mấy? Thừa số phụ nó là 4 này, và chúng ta lấy 2 nhân 4 là 8. Cái này lấy 12 chia 4 bằng 3, 1 nhân 3 bằng 3. À bằng 3 đó là 3. Rồi. Kết quả như đây.
Kết quả là hai phân số này cùng mẫu rồi, thì chúng ta giữ mẫu lại nguyên chưa? Giữ mẫu lại là mẫu 12 này. Lấy tử cộng lại với nhau thì 3 cộng 8 bằng 11, kết quả là 11 phần 12. Câu C. X trừ 105 chia 3 rồi bằng gì? Trừ 23. Vậy là x trừ 105 chia 3 là bằng 35. Vậy là trừ 35 bằng trừ 23. Vậy là x sao bằng? X chính là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ chúng ta lấy là hiệu trừ, lấy hiệu cộng cho số trừ. Và chúng ta lấy trừ 23 này, tìm cộng cho 35. Lấy 35 trừ 23 là còn 12. Đúng chưa? Câu D là triệt đối của x trừ 8 cộng 12 bằng 25. Thì triệt đối của x trừ 8 sẽ bằng là 25 trừ 12 là còn 13. Được chưa? Mà chúng ta có công thức là triệt đối của A bằng B thì sao? Thì A bằng B hoặc là A bằng trừ B. Đúng chưa? Đó. Đây chúng ta suy được cái đây. Suy được là x trừ 8 bằng 13 hoặc là x trừ 8 bằng trừ 13. A chính là x trừ 8, còn B chính là 13. Rồi giải tiếp tục nha. Vậy là x sẽ bằng 13 cộng 8. Còn này x sẽ bằng trừ 13 cộng 8. Chuyển vế đảo dấu cho quý nha. Vậy là x bằng mấy đây? 13 cộng 8 bằng 21. Trừ 3 cộng 8 thì lấy 13 trừ 8 là còn 5. Dấu dấu số lớn và là trừ 5. Câu 13. Bác Nam thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán. Bác đã bán 20 kg ứng với 2/5 số cà chua. Hỏi Bác Nam đã mang bao nhiêu kg cà chua ra chợ bán? Thì cái này chúng ta có thể gọi là A là số cà chua Bác Nam đem ra chợ bán. Thì chúng ta có gì đây? Có là 20 này. À, chúng ta có là 2/5 này đem nhân cho A thì nó bằng là 20, cho Bắc Nam bán là 20 kg ứng với 2/5. Vậy thì A sẽ bằng gì? A sẽ bằng 20 chia cho 2/5 là xong. Đúng chưa? Rồi. Trình bày này, Bắc Nam đã mang số kg cà chua ra chợ bán là Bác Nam đã mang số kg cà chua ra chợ bán là làm như đây. Chúng ta lấy gì? 20 đem chia cho 2/5 thì bằng 20/1, nhân đổ phân số thứ hai lên là nhân cho 5/2. 20 chia 2 bằng 10, 10 nhân 5 là bạn 50, đồng vậy là kg. Câu tiếp theo là câu số 14. Trên tia AX vẽ đoạn thẳng AC bằng 2 cm, AB bằng 4 cm. Rồi chúng ta vẽ trước đi. Tia AX này, lấy một điểm này. Điểm này điểm điểm A. Rồi kéo dài qua tia X đây, đoạn thẳng AC bằng 2 cm, rồi đo 2 cm, chỗ này chính là 2 cm này đó. Đây là chính là điểm gì đây? Điểm C. Còn AB 4 cm, 3 4, chỗ này 4 cm này, đây chính là AB. AB đúng rồi, được chưa? Đó. Rồi câu A làm gì? Câu A hỏi gì? Câu A người ta hỏi là trong 3 điểm ABC, ABC đây. Trong 3 điểm ABC nghe chưa? Trong 3 điểm ABC thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại vì sao? Thì trong 3 điểm ABC rõ ràng là điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Vì sao đây? Vì AC là 2 cm, bé hơn AB là 4 cm. Cái đoạn AC người ta cho là mình là bao nhiêu? 2 cm này,
Còn cái đoạn AB đề cho là bao nhiêu? 4 cm. Trả lời là trong. Trong 3 điểm A, B, C thì điểm gì đây? Điểm C nằm giữa. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Vì sao? Vì AC bé hơn AB, có nghĩa là 2 cm bé hơn 4 cm. Rồi xong câu A. Câu B. Câu B đề yêu cầu tính độ dài đoạn thẳng BC. Đoạn này này, tính BC này. Và so sánh AC với BC. Rồi. Giờ tính BC cái đã. Thì C nằm giữa A và B nên chúng ta có là AC cộng cho BC hay là AC cộng cho CB hay là BC như nhau. Vì C nằm giữa A và B, do đó thì AC cộng cho CB sẽ bằng là AB. Vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B nay, vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B nay, nên là AC cộng cho CB thì bằng cái đoạn là AB. Mà AC là bao nhiêu? AC thì để cho bằng 2 cm này. CB chính là BC nghe chưa? Còn AB là bằng 4 cm. Từ đây tính được thằng BC không? BC là bằng 4 trừ 2 bằng mấy? Bằng 2 cm. Được chưa? Và người ta yêu cầu là mình là so sánh AC với BC. AC bằng 2 cm, bây giờ BC mấy rồi? BC cũng bằng 2 cm luôn. Vậy thì AC nó bằng gì? Bằng BC. Rồi. Xong câu C này. Câu C người ta nói là điểm C có là trung điểm của đoạn AB không? Vì sao? Điểm C nằm giữa hai điểm A và B và AC bằng BC chưa? Do đó thì điểm C chắc chắn là trung điểm của đoạn AB. Vì đây. Vì thứ nhất là điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Và thứ hai đó là chúng ta có là AC bằng gì? Bằng BC. Do đó thì vậy điểm C là trung điểm của AB. Được chưa? Đó. Điểm C là trung điểm của AB thì thỏa hai điều. Điểm C là trung điểm của AB thì nó thỏa hai điều. Thứ nhất là điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Và thứ hai là C cách đều hai điểm A, C cách đều hai điểm A và B, có nghĩa là AC bằng BC. Câu 15. Cho biểu thức A bằng 1 chia 2 bình phương cộng 1 chia 3 bình phương cộng 1 chia 4 bình phương cộng chấm chấm cộng cho 1 chia cho 2021 bình phương, chứng minh rằng A bé hơn 1. Thì chúng ta nhớ này là 1 phần 2 bình phương á, thì nó sẽ bé hơn gì? 1 phần 1 nhân 2, đúng không? Bởi vì hai phân số này có cùng tử là 1. Mẫu hai bình này lớn hơn hai bình, rõ ràng lớn hơn 1 nhân 2 không? Do đó thì phân số 1 phần 2 bình nó sẽ bé hơn 1 chia cho 1 nhân 2. Rồi. Ta có A bằng 1 chia cho 2 bình phương cộng cho 1 chia cho 3 bình phương cộng 1 chia 4 bình phương cộng chấm chấm cộng 3 chấm á, chia 1021 bình phương thì nó bé như đây, bé hơn 1 chia cho 1 nhân 2. Rồi tương tự thì 1 phần 3 bình phương sẽ bé hơn 1 chia cho 2 nhân 3. Và tương tự 1 phần 4 bình phương thì bé hơn 1 chia cho 3 nhân cho 4 và cộng chấm chấm chấm.
1/2021 bình phương thì bé hơn 1 chia cho 2020 nhân 2021. Ok chưa? Tới đây thì chúng ta tách ra. 1 chia 1 nhân 2 chính là bằng 1/1, chính là 1 á, trừ 1/2. 1 chia 2 nhân 3 chính là bằng 1/2 trừ 1/3. 1 chia 3 nhân 4 chính là bằng 1/3 trừ 1/4. Cộng chấm chấm chấm. Tương tự thì nó là 1/2020 trừ 1/2021. Thấy này đúng không? Để ý nè, trừ 1/2 cộng 2 mắc chưa? Đó, tương tự trừ 1/3 cộng 1/3 mắc thì cái đoạn giữa mắc hết nè, mắc hết. Thì còn cái đầu và gì? Cái cuối thôi. Và cái này sẽ nhỏ hơn là 1 trừ cho 1/2021. Thì này chúng ta quy đồng lên thì chúng ta có là 2001 chính là 2021 chia cho 2021. Vậy hai cái này cùng gì đây? Cùng tử cùng mẫu rồi thì trừ nhau thì được là 2020 này chia cho 2021. Được không? Do phân số này có tử bé hơn mẫu, do đó thì kết quả nó bé hơn 1. Kết luận vậy A bé hơn 1 điều phải chứng minh. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.